Tiếp theo đây là một kiểu cái trợ thủ khủng long nha. Đây trong này có hai con khủng long. Help me, help me. Yeah. Đấy. Khủng long bao chuỗi nha. Yeah. Ok. Tiếp theo là một chiếc xe địa hình này. Từ một con người robot này. Wow. Đấy, giờ mình đã biến thành một chiếc xe rồi các bạn. Wow, rất là đẹp nha. Hello. Yeah, ok. Wow. Còn đây là một chiếc xe máy xúc nhật bản. Đấy. Đây đây. Có hai móc cậu đấy nhờ bạn. Ngắn nè. Wow. Ok. Tiếp theo là một chiếc xe tải nhỏ nha. Đây, xe tải bên dưới nha các bạn. Wow. Super power. Yeah. Here we go. Đây là đẹp đấy nha.